Chúc quý vị buổi tối cuối tuần đầm ấm và có nhiều niềm vui bên gia đình trong không khí Giáng sinh đang rộn ràng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2016 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại huyện Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Trạch bày tỏ mong muốn các chức sắc cùng đồng bào giáo dân tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương. Thành phố Đà Nẵng quyết định không bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như kế hoạch đề ra. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng hoạt động định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine. Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch đã đến thăm và chúc mừng Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân tại nhà thờ Rạch Chanh, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa nhân dịp Giáng sinh năm 2016. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được và lãnh đạo quyền ủy huyện Đức Hòa. Thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng lễ Giáng sinh đến Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân của giáo xứ Hiệp Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch cũng đã có một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2016. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch nhấn mạnh, đóng góp vào thành quả chung đáng mừng của tỉnh trong năm qua là nhờ sự chung sức đồng lòng của nhân dân cả tỉnh, mà trong đó có đồng bào giáo dân. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch bày tỏ mong muốn các linh mục, chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Linh mục Bùi Công Dân, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Chánh xứ Giáo xứ Hiệp Hòa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh huyện, cho biết sẽ động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, tham gia các phong trào của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo. Dịp này, lãnh đạo huyện Đức Hòa cũng gửi tặng lãng hoa, quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến cộng đồng người có đạo tại nhà thờ Rạch Chanh và nhà thờ Giang Hiệp, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Những năm qua, với tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Lương Hòa Hạ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức luôn vận động bà con giáo dân chăm lo phát triển kinh tế, đồng thời làm tốt các công tác xã hội hướng đến cộng đồng. Hơn 75 năm qua, giáo xứ Lương Hòa Hạ đã phối hợp với các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm mở và duy trì lớp giữ trẻ. Lớp học có 35 trẻ từ 2 đến 4 tuổi được chia thành hai lớp. Phần lớn cha mẹ các em là công nhân, do đó về chi phí giữ trẻ, mỗi tháng giáo xứ cũng chỉ thu khoảng 150.000 đồng mỗi em. Đối với những gia đình khó khăn thì miễn phí. Bên cạnh lớp giữ trẻ là lớp dạy vi tính. Do không có nhiều kinh phí, giáo xứ chỉ trang bị được 8 máy vi tính cho lớp. Mỗi ca học là 1 tiếng rưỡi với 8 học sinh. Ngoài học sinh, tham gia lớp học còn có các anh chị em công nhân trên địa bàn. Lớp học này đã duy trì khoảng 16 năm nay và đã có rất nhiều học sinh và người dân không chỉ ở địa bàn xã Lương Hòa mà còn ở những xã lân cận theo học. Cũng như lớp giữ trẻ, lớp dạy vi tính cũng miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ở trên trường cũng có dạy vi tính, nhưng mà do số tiết ít nên là con không có được biết, được hiểu sâu hơn cái phần mềm chương trình học. Vì vậy con học ở đây và được mấy dì chỉ dạy tận tình, nên bây giờ về các thao tác học và biết nhiều chương trình hơn, nên là con khá thành thạo các thao tác và con cũng sắp đi thi lấy chứng chỉ bằng A. Trong năm 2016 vừa qua thì giáo xứ Lương Hòa Hạ luôn hoạt động tốt, nhất là cái phong trào bác ái từ thiện xã hội luôn duy trì tốt, là có những cái phong trào và những hình thức mới phong phú hơn. Và tiếp theo đó là cái phong trào và khuyến học khuyến tài. Thì trong năm vừa qua thì giáo xứ cũng đã hỗ trợ cho 45 em học sinh học giỏi với suất học bổng là 54 triệu cho 45 em. Một mùa Giáng sinh nữa lại về với tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo. Các linh mục, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Lương Hòa Hạ và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm sẽ tiếp tục những công việc thầm lặng mà hết sức ý nghĩa của mình với mong ước mang đến những điều tốt đẹp cho hai lẽ đạo đời. Thưa quý vị,
cũng với tâm niệm sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Giáo xứ Tân Đông huyện Thạnh Hóa dưới sự quản xứ của linh mục Đặng Văn Đâu nhiều năm qua đã nêu gương sáng trong cuộc sống đạo đời, đồng tâm phục vụ, góp phần chăm lo cho đời sống người dân được ấm no hạnh phúc. Là người không theo đạo Công giáo, nhưng anh Nguyễn Văn Xuân cùng với các hộ nghèo khác trong xã được giáo xứ Tân Đông xem xét tặng mỗi hộ một con bò giống trị giá gần 25 triệu đồng. Điều mà có nằm mơ thì người đàn ông sớm mất vợ và bản thân mất khả năng lao động này cũng không dám nghĩ đến, bởi nó là tài sản quá lớn đối với anh. Tôi là hộ nghèo ở đây, nên là bị tai nạn giao thông không làm gì được hết. Và vợ thì bị bệnh chết rồi, để lại 3 đứa con, là nhà thờ cho con bò như là tài sản quý của gia đình. Cách giáo xứ Tân Đông không xa, cây cầu Kinh Sáng Thủy Tân tạm bợ ngày nào giờ đã được xây dựng vững chắc với kinh phí trên 500 triệu đồng. Trong đó đã có đến 300 triệu đồng là do giáo xứ vận động đóng góp. Từ đây, người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất, giao thương. Có linh mục về đóng góp cây cầu này thì nông dân mình rất là vui, phấn khởi vừa có cầu mới đi qua lại dễ dàng hơn. Máy móc nông nghiệp thì đi lúc trước chưa đi bằng phà không à. Còn giờ thì cầu này trọng tải như đây thì các máy móc sử dụng trong nông nghiệp thì qua lại dễ hơn. Mỗi công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Đông đâu đâu cũng nhận được sự đóng góp đầy tâm huyết của giáo xứ Tân Đông. Không những đi đầu trong xây dựng cầu, đường giao thông, thời gian qua giáo xứ còn ủng hộ tiền xóa nhà dột cho hộ nghèo, tặng hàng ngàn phần học bổng cho học sinh, xây cống thủy lợi phục vụ sản xuất cho gần 100 hecta đất nông nghiệp, đồng hành mổ tim cho bệnh nhân nghèo và hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Tụi em nghỉ học sớm rồi cha cho đi học nghề, rồi học thời gian là cha hỗ trợ cho mở tiệm. Ngoài hỗ trợ cho các em đi học nghề, còn linh mục còn hỗ trợ số tiền lớn cho mẹ em trị bệnh thêm. Tạm gác là việc xây dựng thánh đường, giáo xứ Tân Đông dưới sự quản xứ của linh mục Đặng Văn Đâu đã dồn hết tâm huyết, vật lực để giải quyết những khó khăn cho người dân địa phương mà không hề phân biệt lương hay giáo. Nhờ giáo xứ vận động đầu tư hệ thống lọc nước hiện đại trị giá hàng trăm triệu đồng mà nhu cầu bức thiết của người dân về nước sạch kéo dài hàng chục năm qua mới được giải tỏa. Linh mục thì là hôm nay thì khi về nhận nhiệm sở ở Tân Đông đây thì phục vụ là về cái riêng và cái nguồn nước rồi đó, thì cũng sử dụng thì không phân biệt là lương giáo, vì sử dụng đây là trong cộng đồng mà trong cái an sinh xã hội á, là giúp trong cho cộng đồng ra ông là người ta rất là phấn khởi vui mừng. Cảm ơn linh mục. Tất cả những cái gì mà liên quan đến cái người sống đời sống hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày thì đó là cái nhu cầu của họ, thì tôi thấy là tôi phải lo thôi. Nếu mình không lo thì coi như lương tâm của mình ái nái lắm. Vì nếu mà mình sống tốt đời, đẹp đạo, thì bây giờ đạo mình bây giờ là tốt rồi. Nhưng mà đời mình chưa tốt, mình cứ lo đạo mình không, không lo cho ai hết thì cái đó là không được. Chúa dạy là phải yêu thương hết mọi người, lo cho hết mọi người, đạo đời là coi như đề hòa với nhau. Với tâm niệm muốn hành đạo đúng hướng thì phải sống đẹp ngay giữa đời, linh mục Đặng Văn Đâu và đồng bào giáo xứ Tân Đông đã tích cực góp phần vì công tác xã hội. Đó là biểu hiện sinh động nhất, thể hiện sâu sắc tấm lòng kính Chúa yêu nước để đạo và đời ngày càng gắn bó. Chuyển sang những nội dung khác. Mặc dù mực nước trong ruộng vẫn còn khá cao nhưng không thể đợi lâu hơn nữa, nên hiện nay nông dân huyện Mộc Hóa đã bắt tay vào vệ sinh đồng ruộng để kịp gieo xạ lúa đợt 3 vụ đông xuân năm 2016-2017. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mực nước tại thị xã Kiến Tường vào giữa ngày giữa tuần này là 0,95m, cao hơn cùng kỳ 0,23m. Riêng huyện Mộc Hóa, mực nước cao nhất rơi vào thời điểm giữa cuối tháng 10 là 1m47, cao hơn so với cùng kỳ 0,46m. Theo người dân, năm nay nước lũ cao hơn mọi năm lại rút chậm, nên hiện tại nhiều nơi nước sắp mé bờ, thậm chí có chỗ vẫn còn ngập sâu.
để kịp gieo sạ lúa đợt 3 ở ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, một số nơi có hệ thống đê bao lửng, nông dân đã bắt đầu be bờ, bơm nước ra để gieo sạ kịp lịch thời vụ. Tuy nhiên, so với mọi năm thì việc xuống giống đã trễ hơn từ 10 đến 15 ngày. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2016-2017, huyện Mộc Hóa gieo sạ hơn 22.000 hectare và hiện tại đã xuống giống được 6.000 hectare. Lịch gieo sạ đợt 3 của huyện là từ ngày 13 đến 23 tháng 12 năm 2016 và dự kiến đợt 4 từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2017. Trong khi đó, tại huyện Tân Hưng, một số diện tích lúa đông xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh đã bị muỗi hành gây hại nặng do thời tiết diễn biến bất thường. Vụ đông xuân 2016-2017, xã Hưng Hà có kế hoạch gieo sạ gần 4.000 hectare. Đến nay, nông dân đã xuống giống gần 2.000 hectare. Hiện tại, toàn xã có 300 hectare giai đoạn đẻ nhánh bị muỗi hành gây hại với tỷ lệ từ 15 đến 20%. Anh Diệp Văn Khánh, ngụ ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà cho biết, những năm trước đây, muỗi hành không xuất hiện trong vụ đông xuân, nếu có cũng rất ít. Vì vậy, vụ đông xuân này, anh không chủ động phòng trị. Cái này nói chung mọi năm thì cũng đâu có ấy đâu, không đông xuân không có. Mà năm nay không có ngừa, thành ra nó bị ảnh hưởng. Cái ruộng này tôi năm nay chắc cũng cỡ đạt bị muỗi hành này đâu 30-35%. Còn nhiều đám ruộng khác nó còn nhiều hơn nữa. Trong khi đó, mặc dù thăm đồng thường xuyên và phun thuốc phòng ngừa khi lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, nhưng một số trường hợp lúa vẫn bị muỗi hành gây hại. Ba cái lúa này thì nói chung ra thì đi cũng đi coi thường xuyên, mà trong cái lúc lúa nó còn nhỏ không phát hiện được, rồi hai mấy ngày thì không phát hiện, tới gần tháng ba mấy ngày rồi bây giờ thì nó đều hết, rồi phun xịt thuốc thì nó không có hết được. Cái trà lúa hiện tại bây giờ vào giai đoạn 35 đến 40 ngày thì đã có xuất hiện cái tỷ lệ 10 đến 20%. Thì với cái mật số này thì qua điều tra tổng số tổng số cây trên một mét vuông thì với tỷ lệ như thế thì không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Khuyến cáo bà con cũng không quá ngại về lo lắng, thì bà con nên tập trung đón đồng đúng thời điểm và chăm sóc những cây còn lại. Nhằm để nuôi những cây còn lại giúp cho lúa đảm bảo được cái mật số chòi trên 1 mét vuông. Theo thống kê của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tân Hưng, hiện trên địa bàn huyện có 550 hectare bị muỗi hành gây hại. Để hạn chế thiệt hại do muỗi hành gây ra, bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên và quan sát khi thấy muỗi hành vào đàn rộ, và ngày sau thì tiến hành phun thuốc đặc trị. Nội dung phần tin trong nước sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 4, số 7 và mưa lũ miền Trung từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10 năm 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 165 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 8 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống dùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định. Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, trôi do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136 năm 2013 trên NDCB của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 35 năm 2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo đó, mức giá tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ đường bộ là mức thu tối đa quy định cho từng nhóm phương tiện đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá tối đa tháng là mức thu tối đa
cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 30 ngày. Mức giá tối đa tháng được tính bằng 30 lần mức giá tối đa cho một lần sử dụng. Mức giá tối đa quý là mức thu tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 90 ngày. Mức giá tối đa quý được tính bằng 3 lần mức giá tối đa tháng và chiết khấu 10%. Mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ đối với từng dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư doanh nghiệp dự án thống nhất tại hợp đồng dự án trên nguyên tắc không vượt mức giá tối đa quy định. Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thành phố Đà Nẵng quyết định không bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như kế hoạch đề ra. Trước đó, vào trung tuần tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý cho quận Sơn Trà tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa vào 21 giờ ngày 31 tháng 12 trên xà lan đặt giữa sông Hàn, đoạn gần cầu Rồng. Bên cạnh đó, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm cầu trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của người dân. Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, thành phố Đà Nẵng sẽ ngừng không bắn pháo hoa vào dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tuy nhiên, các hoạt động khác trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, vui chơi giải trí nhân dịp Tết cổ truyền vẫn diễn ra bình thường. Trong đó, điểm nhấn vào đêm 31 tháng 12 là chương trình lễ hội âm nhạc chào năm mới và chương trình nghệ thuật đếm ngược countdown. Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp các ngành tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết theo kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập mọi nẻo đường, các nhà thờ tại thành phố Kon Tum đã hoàn tất công tác chuẩn bị để chào đón một mùa Noel an lành. Phóng viên tại Kon Tum có bài phản ánh về công tác chuẩn bị tại địa phương. Nơi xứ đạo Kon Tum, công tác chuẩn bị tại các nhà thờ, cơ sở thờ tự Công giáo và các điểm nhóm tin lành đã hoàn tất để sẵn sàng chào đón Giáng sinh năm 2016 vui vẻ và an lành. Vì đa số tín đồ tại thành phố Kon Tum đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên kiểu trang trí nơi đây cũng có những đặc trưng riêng của địa phương. Tại nhà thờ gỗ, nhà thờ Tân Hương, nhà thờ Võ Lâm, nhà thờ Phương Hòa, trên địa bàn thành phố Kon Tum đều đã xong các công đoạn trang trí hàng đá, cây nêu, dựng các mô hình cổng chào, thánh giá. Tôi thấy năm nay thì bất lợi một chỗ là trời nó mưa nhiều. Tuy nhiên bao giờ thì đã tạnh, bắt đầu trời se lạnh. Đây là bầu không khí Giáng sinh đã đến trong giáo xứ và trên quê hương Kon Tum thân yêu của chúng ta đây, mọi người rất vui mừng. Tại các nhà thờ, mỗi người một việc, mọi người đều rất hăng say và cùng nhau chuẩn bị chào đón một mùa Noel an lành. Để hoàn thành cho một cái buổi lễ Noel ngày hôm nay, thì chúng tôi phải hoàn thành trong vòng khoảng 15 ngày. Và hôm nay là cái ngày tổng kết, chúng tôi bắt buộc tất cả mọi thứ nó đều phải sáng lên, theo đó là cái ngày tổng kết. Không chỉ có tín đồ Công giáo tập trung tại các nhà thờ để tham quan, mà rất đông người dân đưa gia đình đến đây để cùng hòa mình vào không khí Giáng sinh đang tràn ngập nơi xứ đạo này. Không khí Noel tràn ngập với thời tiết se lạnh rất thích hợp cho việc người dân tản bộ chiêm ngưỡng nét độc đáo của nhà thờ. Bây giờ là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở huyện Cần Giuộc làm thiệt hại một xe mô tô. Cơ quan chức năng đã làm rõ, bắt một đối tượng, lập hồ sơ xử lý, thu hồi tài sản. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Bến Lức làm bị thương một người. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 127 trường hợp vi phạm và vi phạm hành chính hơn 121 triệu đồng, tước 8 giấy phép lái xe.